cảm ơn toàn thể các bạn đã đến với chương trình tìm kiếm tài năng yoga toàn quốc. Và bây giờ chúng ta hãy cùng hướng bắt chị sân khấu và đón chào tài năng yoga bậc nhất Việt Nam. Xin mời anh. Trước khi tập yoga, chúng ta phải có những động tác để thả lỏng cơ bắp. Trước khi tập yoga, chúng ta phải có những động tác thả lỏng cơ bắp. Đây không phải là cái thùng bình thường. Đây không phải là cái thùng bình thường. Mà đây là một cái thùng xông hơi. Mà đây là cái thùng xông hơi. Tôi sẽ bắt đầu xông hơi nước. Tôi sẽ bắt đầu xông hơi nước. Xong đi em, xong đi. Rồi, đưa mặt vô xong đi cưng. Đưa vô đi em. Của tôi. Tôi sát xuống nè, tôi sát xuống nè. À. Rồi, nước lên đi, hay quá trời. Anh ơi, đưa dầu vô lên rồi. Rồi, bắn đi. Rồi, rồi. Đã, đã. Đã không? Tôi thấy chưa đã lắm. Tôi thấy chưa đã lắm. Phải xịt lỗ mũi mới được. Ôi trời. Xin lỗ mũi phải không? Rồi, xin lỗ mũi luôn. Rồi. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Oh, oh, oh. Thôi, được rồi, đã quá. Đã quá. Này, ấm mặt nè. Wow. Mặt wow. Nè. Wow. 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 Oh, hay quá. Wow. Đi nước này có thể massage rất là thích hợp với những bạn da bị mụn, dầu nhờn. À. À, à kìa, đúng rồi nè. Thuốc gì mà hơi có mùi. Thuốc gì mà hơi có mùi. Thôi, như vậy là cái phần mà mình xông hơi massage sauna steam bath jacuzzi là nó xong rồi. Hay quá, trổ tay thật lớn quý vị ơi. Rồi bây giờ xin mời nhân viên hãy đem hai cái thùng massage vào trong ngay lập tức để có thể biểu diễn cái tiết mục hấp dẫn hơn. Vâng, cảm ơn hai bạn, quả thật là hai nhân viên rất đẹp trai. Hai chân, ba chân, bốn chân. Giỏi. Cái này là dành cho bên chủ nhà. Vâng, kính thưa tất cả mọi người, yoga là một bộ môn đòi hỏi sự dẻo dai cũng như là đôi chân thoăn thoắt nhảy trên đường làng. Như chính vì vậy ngày hôm nay thần đồng của chúng ta sẽ biểu diễn một tiết mục yoga uốn dẻo. Anh ta đang uốn dẻo tay. Đúng rồi, uốn dẻo qua phải. Qua phải. Sát xuống đất. Nhưng cái mông của anh ta không có hở lên. Khép bờ mông lại. Đúng rồi. Anh ta đã ngửa người về trước, một trảo tay thật lớn cho cuốn ngửa người đây à. Hay quá. Anh ta đưa tay lên trên. À, à, hay quá. Ê, trảo tay lớn quý vị à. Anh ta đang chéo tay vào. Làm gì nữa đây? À. Anh biểu diễn thôi, đừng có la quá nha. Người ta không... Ôi, anh ta bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu vừng ơi mở cửa. Ôi. Hay quá. Ôi sát quá, đúng rồi. Hay quá, trảo tay lớn quý vị à. Hay quá. Anh ta bắt đầu múa ba lê. Đây là điệu múa con thiên nga chết trong dục sinh. Hay quá, anh ta đã ép dẻo. Anh ta bắt đầu đè kéo cái đôi chân liệt của mình vô. Ê không không, đôi chân dài của mình vô. À, anh ta khinh cái chân bên trái lên. Một sao bốc hơi thở lớn đây là. Hay quá. Anh ơi, biểu diễn thôi, bớt la được không? Anh ta bắt đầu chơi ngu để nguyên cái dép lên đầu. Này,
cố lên, cố lên, hai chân. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây là động tác gà trên bàn thờ. Đây một chó tay quý vị. Đó rất là dễ thương. Ngồi dưới đất mỏi lưng. Ngồi dưới đất mỏi lưng. Cho mượn ghế ngồi đỡ đau lưng. Ngồi đỡ mau đau lưng. Vâng. Vâng, với hai chiếc ghế này. Với hai chiếc ghế này. Nhà yoga của chúng ta sẽ làm gì đây? Xin lỗi. Rồi, đây là hai chiếc ghế để hai bên. Đây, cái động tác rất là khó. Đúng rồi, đạp đi, đạp đi, đạp đi. Hay quá, vỗ tay quý vị à. Nước chảy đá mòn nhưng chân đập hoài cũng không gãy. Hơi hay lắm. Ôi, anh ta đã ẵm chân lên nữa rồi. Và đây là động tác gói bánh tét. Hơi hay quá, và hai đòn bánh tét ở trước mặt ta rồi. Và bây giờ xin mời vận động viên yoga đứng lên nào. Vâng, khi mà anh ta đứng lên mới thấy anh ta là một con quái vật, anh ta tới bốn chân lận. Dạ, cảm ơn nét nhạc của anh. Và bây giờ chương trình thăng bằng yoga xin phép được bắt đầu. Đây, với chiếc rổ có hàng ngàn quả trứng bên trên. Hai rổ trứng gà. Rổ trứng gà này mà rớt xuống một cái là coi như nó bể. Còn rổ trứng gà này khó mà hớ được. Này, đây, 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 đây. Bởi vì sao? Bởi vì đây là vỏ không mà, dán lại thôi. Vâng, tôi là chủ cái rạp này, tôi xin thề, nếu mà cái rổ trứng này mà đổ xuống, tôi sẽ bắt nhân viên của tôi ăn hết cái rổ này cho bằng được. Quý vị có tin không à? Dạ, xin cảm ơn. Và anh ta đã để trên đầu. Và đây là của em. Hey, buông tay ra, buông tay ra. Ôi, hay quá. Yo, hey, hey, yo, 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 yo. Lắc, lắc, rớt là phải ăn hết nha. Yo, 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 yo. Lắc, lắc, buông tay ra, buông tay, buông tay ra. Rồi, hai trứng đã rớt. Lắc cái cổ, lắc cái cổ nào. Lắc cái cổ, lắc cái cổ. Rồi, lắc cái cổ đi em. Thành viên trong cái màn biểu diễn này sẽ ăn hết cái đống trứng này. Ăn hết đi. Sao vậy? Sau đây xin mời ông ăn trứng. Sau đây xin mời ông ăn trứng. Được thôi, có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Bây giờ mỗi đứa nửa trứng. Đây, ăn đi. Vâng, kính thưa quý vị, đây là hai cái bục, một hình vuông và một hình tròn. Nhưng diễn viên trên đây sẽ diễn y chang nhau. Xin mời anh biểu diễn. Anh ta làm gì tiếp theo đây? Anh ta dựng cái bục lên. Dựng cái bục lên. Anh ta làm gì đây? Ngồi ư? Hay, động tác này cũng không có gì là hấp dẫn lắm.
để xem anh ta làm gì ở đây. Kéo chân lên, kéo chân lên, để chân xuống. Ừ, tôi mệt rồi nha. À hả, động tác gì kỳ vậy? Đây là động tác Vương ơi mở cửa nó chăng? Ôi trời. Vâng, đây là một trục trặc nhỏ nhỏ của chúng tôi thôi, mong quý vị thông cảm. Cố lên. Anh ta đứng dậy. Vâng, tiếp tục anh ta làm gì ở đây? Cảm ơn mọi người. Vâng, kính thưa quý vị, nếu như chúng ta đã từng nghe các danh từ ví dụ như là thảm lao chân, thảm quả, hôm nay chúng ta đến với một cái thảm của Na Ná. Cái thảm đó là thảm yoga. Bây giờ cái thảm đã có mặt trên sân khấu, chúng ta cùng hướng mắt trên sân khấu và xem màn trình diện của anh. Xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi đã thấy chiếc thẻ màu đỏ thần kỳ đã hiện lên. Và bây giờ em có thể đưa ra những thách thức để làm khó chủ nhà ngày hôm nay. Bắt đầu. Xin mời anh. Cái gì vậy? Dạ không, khởi động á. Khởi động à. Làm giống đi anh, làm giống đi, tôn trọng người ta. Coi chừng nha. Coi chừng nha. Bước 1. Bước 1. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Xích vô. Xích vô. Khép cái chân vô. Khép cái chân vô. Mình chống tay xuống. Chống tay xuống. Mình không có gấp cái thảm. À không gấp cái thảm. Để cái chân vô cái thảm. Anh ơi, để cái chân lên cái thảm. Người ta nói một tiếng nghe giùm đi trời. Để hai cái tay sát vô. Mình bò lên. Mình bò lên. Những động tác xuống. Mình nằm xuống. Rồi xong á. Rồi xong á. Mình chờ chờ chờ. Mình đụng cái mặt vô cái thảm á. Mình đụng cái mặt vô cái thảm. Mình phải đụng vô cơ. Mình đụng vô cái tay đây nè. Để đụng vô. Đụng vô. Đụng vô nè. Đụng vô. Đụng vô. Đụng vô kìa. Đụng vô. Bò lên. Bò lên. Chống cái đầu xuống. Chống cái đầu xuống. Vô ra. Chống cái đầu xuống. Chống cái đầu xuống. Nói luôn, nói giống người ta luôn. Vô hai cái tay ra. Rồi, để lên, nằm xuống. Rồi, nằm xuống. Rồi, đây là động tác nàng tiên cá. Ôi, tiếp. Rất là dễ thương. Mình tiếp nè. Rồi, sao nữa? Đứng mình dậy. Tiếp nè. Mình tiếp nè. Mình tiếp nè. Hết chứ, hết giá rồi. Đúng kỳ quá vậy. Oh, rất hay. Này còn thì mình không? Ép thiệt nè. Ép thiệt nè. Ép thiệt nè. Ba 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 nè. Ba 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 nè. Vâng, người ta đã cố gắng hết sức rồi. Chống xuống, chống xuống. Chống xuống. Rồi mình cứ nhích lên. Mà phải chà cái chân như vậy nè. Để xong để xa xa ra, xa ra, xa ra. Xa ra. Xa ra. Rồi. Hay quá anh Kỳ à, đây là một tiết mục rất hấp dẫn luôn. Sướng quá. Sướng quá. Thích quá. Thích quá. Bốn nữa. À nữa. Rồi, khán giả rất ủng hộ diễn viên chúng tôi ngày hôm nay. Bây giờ muốn tiếp nữa, đáng lẽ thời lượng chương trình đã hết rồi. Nhưng bây giờ thì khán giả sẽ thêm một tiếng nữa.
Rồi nhảy đi, quậy đi, vô. Trời, nhanh lên, 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 nhảy, nhảy, nhảy đi, nhảy đi. Hả dạ chưa, hả dạ, hả dạ chưa? Dạ rồi. Rồi, đã hạ dạ rồi. Và vị trí bây giờ đã hoán đổi như cũ. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị các bạn đến với phần biểu diễn tiếp theo. Yoga tình thương. Xin mời diễn viên hỗ trợ. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đến với phần hỗ trợ của hai diễn viên xinh đẹp. Ẩm ra. Hay quá. Người đi vào không dám là sợ. Hay quá, hay quá. Lên rồi, mình lên rồi, mình lên. Cố lên bé gái ơi, con làm được không con? Được. Dạ được, bé gái làm được. Đây là động tác máy bay bay lượn. Hay quá quý vị à, rất là hấp dẫn. Chào quá. Đến với tiết mục gì đây? Tiết mục công cha như núi Thái Sơn. Trời ơi, cố lên. Vỗ tay, vỗ tay. Hay rất là tốt. Quay mặt vào. Chờ vỗ tay. À, xuống đi còn nói chuyện không nổi mình nữa con. Xuống đi chịu nổi mình nữa con. Xa ra cái ta. Xa ra cái ta. Yoga, yoga, yoga. Yoga, yoga, yoga. Chà xa. Ờ, chà ha. Ra đi con gái. Hey. Trời ơi, hay quá quý vị à. Hey. Cảm ơn con, cảm ơn con. Và bây giờ động tác tiếp theo. À, động tác này có vẻ rất là đơn giản nhưng cũng rất là khó, phải tập luyện rất là tốt mới có thể thực hiện được cái này. Động tác trồng cây chuối. Bây giờ phải làm mạnh. Bây giờ phải làm mạnh. Làm thiệt. Làm thiệt. Hơi. Hey. Hãy giật tóc của tôi đi. Hãy giật tóc của tôi đi. Quá, vỗ tay quý vị à. Rồi, xin chào. Đi đi, đi đi. Hãy cái tay đâu. Hãy cái tay đâu. Vâng, và bây giờ đây là một tiết mục khác hơn nữa. Kính thưa quý vị, không làm mất thời gian quý vị nữa. Kính thưa quý vị, chúng ta đã từng nghe tất cả các danh từ về các loại bóng. Ví dụ như là bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng đèn, thậm chí là bóng máng. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một loại bóng, đó là bóng yoga. Bóng của em, đây, hãy cầm cái bóng này để biểu diễn. Dạ. Cẩn thận nha cưng. Và bây giờ, tiết mục thăng bằng trên bóng yoga xin phép được bắt đầu. Nhéo bong bóng, ôi khều bong bóng, bấu bong bóng, gãi bong bóng, chích bong bóng,
ngồi lên bồng bồng. Vâng, anh ta đang tung tăng với cái bồng bồng. Nhưng đúng rồi, đang nhúng bồng bồng rất hay. Anh ta nằm lên bong bóng và nhúng. Đừng. Được rồi. Được rồi. Tan 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 tan. Đây bong bóng của em. Rồi biểu diễn ôm bong bóng đi nào. Cô ta quấn bong bóng vào cái chân của mình. Ôm bong bóng và lắc lư với bong bóng. Hay quá, đúng rồi, ôm và lắc lư nào, làm sao bé không lắc. Chọng đầu. Đúng rồi, chọng đầu, hay quá quý vị à, để hai cái chân lên. Dỗ chân 4-5 cái, rớt xuống dưới rồi nói sao xui. Rồi, rồi, dỗ đi em ơi, rồi, và dễ thương quý vị à. Rồi tiếp theo, động tác gì nữa đây? Ô, anh ta với một cú trượt bắt ếch rất hay. Hey, được, dễ thương. Rồi, một phần biểu diễn rất hay và thú vị đúng không ạ? À? Và chương trình tập bóng yoga đến đây xin hết rồi. Hẹn gặp lại lần sau.